Thưa quý vị, sự kiện Giờ Trái Đất 2022 diễn ra vào 20h30 đến 21h30 ngày 26 tháng 3. Đồng loạt 63 tỉnh thành trên cả nước hưởng ứng sự kiện bằng cách tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết trong vòng 1 giờ. Sử dụng năng lượng tiết kiệm góp phần làm giảm chi phí tiền điện, góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Không phải đến đợt phát động chiến dịch Giờ Trái Đất mới bắt tay thực hiện tiết kiệm điện. Điều chỉnh ý thức, thói quen sử dụng điện cũng như là đầu tư hợp lý cho thiết bị điện gia dụng, thì việc giảm tiền điện mỗi tháng là không quá khó. Trước đây, chị Nguyễn Thị Phơ thường bật điều hòa với số rất thấp để lạnh nhanh và không bao giờ dùng quạt. Tuy nhiên, khi đọc được hướng dẫn thay đổi thói quen dùng điện trong nhà, chị Phơ mới biết cách dùng máy điều hòa lâu nay không hợp lý, vừa gây tốn điện, vừa nhanh hỏng máy. Thói quen dùng điều hòa được thay đổi thành nhiệt độ bật ở 26 độ trở lên và dùng kết hợp quạt để lưu thông không khí trong phòng. Chị Phơ cũng chọn thiết bị gia dụng điện có dán nhãn năng lượng. Tắt tất cả thiết bị điện khi không dùng tới. Chọn nguồn gió tự nhiên để tiết kiệm năng lượng về quạt. Chính những thói quen đơn giản nhưng lại tiết kiệm hóa đơn tiền điện cực kỳ hiệu quả. Lúc trước thì mình hay dùng, khi những chỗ không dùng thì cũng mở điện, mà sau khi một thời gian hóa đơn điện nhiều nên mình tiết kiệm là bằng cách là gia đình mình sinh hoạt chỗ nào thì mình nên bật điện chỗ đó thôi, còn tắt những cái bóng đèn chỗ khác để tiết kiệm điện. Khi bắt đầu vào mùa nắng nóng, tiền điện cũng dần leo thang. Tiết kiệm điện năng được hiểu đơn giản là sử dụng điện ít đi nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả và tiện lợi đối với các hoạt động sản xuất, sinh hoạt gia đình. Có nhiều cách có thể thực hiện nhằm mục đích tiết kiệm điện. Tập thói quen sử dụng điện tiết kiệm sẽ giúp bảo vệ nguồn điện năng tốt hơn. Nhiều khách hàng chọn cách cài app chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung để theo dõi tình hình tiêu thụ điện từng ngày, thậm chí từng giờ của gia đình, cơ quan để tự điều chỉnh cách dùng điện. Hóa đơn tiền điện đến mùa nắng nóng thì lúc nào nó cũng tăng so với cái tháng bình thường, nhất là vào cái thời điểm nắng hung. Mình dùng mà phải tập trung, ví dụ như là quạt hay là gì đó, ví dụ mình phải tập trung những cái cần thiết để mà mình ngồi một chỗ và sinh hoạt trong gia đình. Rồi điện thì mình nên ở đâu thì mình bật ở đó, khi mình không có ở dưới phần nhà dưới thì mình nên tắt, hoặc là mình xuống nhà dưới thì mình nên tắt điện ở nhà trên để tiết kiệm cái thời gian đó của điện. Và mình nên là theo dõi hàng ngày điện, chỉ số điện của mình nó lên xuống như thế nào bất thường thì mình nên cờ cái app của điện lực, họ cờ cho mình rồi hướng dẫn cho mình coi hàng ngày như thế nào. Ví dụ như là bữa nay là dùng 5 kg mà ngày mai mình thấy nó tăng lên 6 kg thì mình phải tìm nguyên nhân như thế nào đó để mình hạn chế là cái lượng dùng điện của mình. Rồi ví dụ như là mình thấy có chỉ số bất thường thì mình nên gọi cho tổng đài của điện lực 1900 909 để họ tư vấn cho mình, là để vào mùa nắng nóng là điện nó sẽ lên mà nó là quá tở, mà cái giá điện sau nó là cao nữa, nên mình cố gắng tiết kiệm được chừng nào hai chừng đó. Bên cạnh thay đổi thói quen để tiết kiệm điện, cần đầu tư về thiết bị điện. Lắp đặt thiết bị và hệ thống điện hợp lý, khoa học giúp tiết kiệm điện năng trong gia đình. Thiết bị điện gia đình ngày càng tăng lên để phục vụ đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều người quen bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống điện. Đây cũng là một sai lầm phổ biến mà nhiều người mắc phải, vừa làm hao hụt điện năng, tăng lượng điện dùng mỗi tháng, vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ. Thực tế chứng minh, nhiều vụ cháy nổ xuất phát từ việc quá tải của hệ thống điện trong gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đến mùa nắng nóng này, đầu tiên chúng ta phải nên kiểm tra lại cái đường dây và thiết bị trong nhà mình. Là nói chung là cái đường dây và thiết bị thì chúng ta sử dụng rất là lâu, nhưng mà không có kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ, như có cái ví dụ như là mình sử dụng cái gì đó cũng hay, ví dụ xe máy đồ này nọ thì mình bảo dưỡng đồ này nọ, nhưng mà điện á, tại vì đường dây thì mình sử dụng hoài cũng bấy nhiêu cái dây đó, mà thiết bị thường ngày còn mua tan lên mà mình không kiểm tra và bảo dưỡng thì nó đâm ra là nó sẽ bị quá tải và nó hầu hụt đi đường dây đó, là đâm ra là nó sản lượng điện nó sẽ tăng đột biến. Nhiều cái nhà là nhiều cái trường hợp là bị cháy rồi bị đồ này chậm chập, là cũng do một phần là mình không kiểm tra và bảo dưỡng cái đường dây thiết bị của mình. Đến mùa nắng nóng đó, thì chúng ta sử dụng rất là nhiều các thiết bị mà nó sử dụng điện công suất lớn. Đó là các quạt hơi nước, đó là hệ thống quạt, đó là hệ thống điều hòa, đó là hệ thống điều hòa. Thì những cái thiết bị này thì nó sẽ công suất nó lớn, thì nó dẫn tới rằng các cái thiết bị trong nhà, các cái đường dây trong nhà, các thiết bị trong nhà nó phải đảm bảo, chứ nếu không đảm bảo thì nó sẽ dẫn tới là nó bị quá tải và nó sẽ bị chập chạp cháy. Thì ngoài lưới điện cũng vậy, thì khi mà sử dụng nhiều quá thì rõ ràng dẫn tới là nó phát nhiệt, thì chúng tôi là phải có các cái giải pháp liên tục, phải kiểm tra và có các giải pháp là tăng cường dây, thay máy biến áp, thay các thiết bị để đảm bảo. Mỗi năm Quảng Ngãi đều hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất để cùng lan tỏa tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường. Với chủ đề Cùng nhau kiến tạo tương lai, sự kiện chính Giờ Trái Đất năm 2022 diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày 26 tháng 3. Chỉ trong một hành động đơn giản, tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ đồng hồ, Giờ Trái Đất kêu gọi mọi người cùng thực hiện thông điệp kiến tạo tương lai, bây giờ hoặc không bao giờ. Nhiều năm qua, Công ty Điện lực Quảng Ngãi cùng với Sở Công Thương tỉnh phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến người dân về các biện pháp tiết kiệm điện. Các cẩm nang hướng dẫn sử dụng điện an toàn tiết kiệm được gửi đến các người dân, vận động người dân, khách hàng từng bước quan tâm sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm hiệu quả hơn. Thì tuyên truyền cho mọi người dân ở các trường học, bà con các trường học về tiết kiệm điện. Đối với các cơ quan nhà nước thì chúng tôi sẽ dựa trên các cái tính tiền điện của các cái hàng tháng và sẽ có thông báo lại để cho trên tinh thần là các cơ quan nhà nước sẽ giảm cái tiết kiệm điện, chi phí giảm tiền điện trong 10%. Thì với cái khẩu hiệu là vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích của mỗi gia đình, mọi người hãy tiết kiệm điện. Thì hiện nay chúng tôi đang tuyên truyền vào theo cái hướng đó là sử dụng theo 4 đúng. Đó là đúng lúc, đúng nơi, đúng nhu cầu và cái nhu cầu cần thiết là 4 đúng. Và hiện nay thì chúng ta đang vận động tuyên truyền phối hợp với các cái đài phát thanh truyền hình, phối hợp với cả các cái cơ quan báo chí và đi tuyên truyền cổ động bằng các cái xe lưu động để làm sao cho mọi người dân hiểu biết và tiết kiệm điện. Thì tiết kiệm điện thì nó mang lại cái lợi ích cho gia đình. Vừa cái nhu cầu của chúng ta phải có, nhưng mà chúng ta sử dụng điện tiết kiệm điện thì nó mang lại cái hiệu quả. Chúng ta sử dụng các cái thiết bị điện đúng lúc đúng nơi. Mỗi cá nhân có ý thức tiết kiệm điện thì mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ. Quảng Ngãi bắt đầu vào mùa nắng nóng, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Chi phí tiền điện của nhiều gia đình, cơ quan, đơn vị cũng vì thế dần leo thang. Đây là áp lực không nhỏ trong việc cân đối kinh phí, chi tiêu. Điều chỉnh thói quen sử dụng điện, có những đầu tư hợp lý cho thiết bị điện và đường dây là những cách tiết kiệm tiền điện mỗi tháng. Một tư vấn sử dụng điện hôm nay là những khuyến cáo liên quan tiết kiệm điện trong gia đình. Trong cuộc sống hàng ngày, có những thói quen hàng ngày tưởng chừng như là vô hại, nhưng lại chính là thủ phạm khiến cho hóa đơn tiền điện tăng cao đột biến. Nồi cơm điện. Cắm cơm, ủ cơm quá lâu trước giờ ăn sẽ gây tốn điện do nồi cơm làm việc liên tục để giữ nóng. Dồn nhiều quần áo giặt một lần, làm máy giặt hoạt động quá công suất thiết kế để tải đủ lượng quần áo trên. Điều này gây giảm tuổi thọ máy và tiêu hao nhiều điện năng. Chứa quá nhiều hay ít đồ trong tủ lạnh. Để đồ quá nóng vào tủ lạnh. Điều này dẫn đến làm lạnh kém, tủ lạnh phải chạy nhiều hơn để duy trì nhiệt độ thấp. Không rút phích cắm thiết bị sau khi không sử dụng. Các thiết bị trên sẽ tiêu thụ năng lượng ngay cả khi tắt nếu không rút khỏi phích cắm. Bật bình nóng lạnh cả ngày gây tốn điện do phải giữ nóng nước liên tục. Nguy cơ gây rò điện ảnh hưởng đến tính mạng con người. Bật điều hòa ở nhiệt độ thấp gây tiêu hao điện năng do điều hòa phải khởi động và làm lạnh liên tục. Điều này gây nhanh hỏng điều hòa và ảnh hưởng đến sức khỏe. Không bảo dưỡng định kỳ các thiết bị điện. Điều này làm các thiết bị điện hoạt động kém hiệu quả, gây tiêu tốn điện năng. Máy lạnh là một trong những thiết bị hao tốn điện năng nhất và chiếm tỷ trọng tiêu thụ điện lớn trong hộ gia đình. Tiêu thụ điện của máy lạnh chiếm từ 28 đến 64%, có khi đến 80% chi phí điện của cả gia đình. Ngoài ra, ngành điện cũng xếp 9 thiết bị điện đang âm thầm ngốn điện mà người tiêu dùng ít chú ý. Dẫn đầu là bếp điện. Với bếp đơn sử dụng trong 3 tiếng, ước tính lượng điện tiêu thụ từ 85 đến 95 kWh trên một tháng. Với bếp đôi thì khoảng 170 đến 190 kWh trên một tháng. Bình nóng lạnh 20 lít sử dụng 24/24 tốn khoảng 320 đến 340 kWh trên một tháng. Dùng mỗi ngày 1 tiếng thì chiếm khoảng 70 đến 80 kWh trên một tháng. Tủ lạnh mini sử dụng 24/24 thì tốn khoảng 10 đến 15 kWh trên một tháng. Tủ lạnh trung bình khoảng 30 đến 45 kWh trên một tháng. Tủ lớn khoảng 50 đến 75 kWh trên một tháng. Máy tính để bàn dùng trong 12 tiếng mỗi ngày chiếm khoảng 72 đến 75 kWh trên một tháng. TV loại LCD công suất 150W sử dụng 5 tiếng mỗi ngày chiếm khoảng 20 đến 25 kWh trên một tháng. Nồi cơm điện công suất 500W sử dụng 2 tiếng mỗi ngày chiếm khoảng 25 đến 35 kWh trên tháng. Bằng ủi công suất 1.100W sử dụng 30 phút mỗi ngày chiếm khoảng 14 đến 24 kWh trên tháng. Thiết bị mạng như router, DSL, Wi-Fi sử dụng 24/24 chiếm khoảng 8 đến 12 kWh trên tháng. Sau đây là lịch ngừng cấp điện trong những ngày tới. Để đảm bảo an toàn cho việc thi công, bảo trì các công trình điện và khắc phục, xử lý các vị trí có nguy cơ gây sự cố trên lưới điện tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi thông báo lịch ngừng cấp điện đến khách hàng sử dụng điện ở các khu vực sau đây được biết để tiện bố trí công việc. Ngày 9 tháng 4 năm 2022, từ 7h30 phút đến 8h30 phút, đường Hai Bà Trưng, đoạn từ Trần Cao Vân đến Nguyễn Khuyến, thành phố Quảng Ngãi. Từ 9h đến 10h, đường Bích Khuê, đoạn từ Trần Nam Trung đến địa chỉ số 158, đường Bích Khuê, thành phố Quảng Ngãi. Cần biết thêm thông tin liên quan xin gọi đến Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, điện thoại 1900 1909. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.